Thưa quý vị, đoàn công tác của tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu do ông Phạm Phiết Thanh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và động viên lực lượng đang điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện chủng Tàu. Báo cáo với đoàn công tác tỉnh ủy, lãnh đạo bệnh viện chúng Tàu cho biết, bệnh viện được giao điều trị các bệnh nhân COVID-19 ở tầng 2, tầng 3 theo phân tầng điều trị COVID-19 với gần 1.000 giường bệnh, trong đó có 100 giường hồi sức. Trong số này, Điều trị ở tầng 3, tầng bệnh nhân nặng và nguy kịch có 13 bác sĩ, 15 điều dưỡng. 18 bác sĩ và 21 điều dưỡng làm nhiệm vụ ở tầng 2 và có những y bác sĩ điều dưỡng là lực lượng hỗ trợ từ bệnh viện Bà Rịa ở tỉnh Yên Bái, Bộ Y tế. Trang thiết bị tại bệnh viện, trong đó có máy thở, hiện đáp ứng đủ yêu cầu điều trị. Tuy nhiên, nguồn nhân lực vẫn còn thiếu. Do đó, bệnh viện chúng ta đề nghị tỉnh có giải pháp hỗ trợ thêm về bác sĩ điều dưỡng chuyên hồi sức cấp cứu để tăng khả năng điều trị bệnh nhân COVID-19. Ông Phạm Chiết Thanh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, biểu dương tinh thần nỗ lực trong điều trị bệnh nhân COVID tại bệnh viện Vũng Tàu nói riêng và cả hệ thống điều trị COVID-19 trong toàn tỉnh nói chung. Đồng thời, tặng phần quà động viên khích lệ toàn lực lượng thêm nỗ lực hơn nữa. Bí thư tỉnh ủy cũng giao Sở Y tế nghiên cứu phương án hỗ trợ giải quyết những khó khăn, nhất là khó khăn về nguồn nhân lực cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 mà trước hết là tại bệnh viện Vũng Tàu.